Chào bạn thân mến, Nguyễn Hiếu rất vui gặp lại bạn trong video này. Và trong video này thì Nguyễn Hiếu sẽ chia sẻ tới bạn nước chính là thức ăn, nước chính là thuốc và nước quan trọng như thế nào đối với cái việc giữ gìn sức khỏe và làm đẹp cho cơ thể của chúng ta. Trong buổi sáng ngày hôm nay khi mà nói chuyện với các bạn thì Nguyễn Hiếu đã uống được hơn 1 lít nước rồi. Và một ngày Nguyễn Hiếu có thể uống được tới 3 đến 4 lít nước như vậy. Trước đây thì Nguyễn Hiếu chưa có thói quen uống nước nhiều. Tuy nhiên thì khi đó thì cái cơ thể nó rất là khô cằn và cảm giác như cái làn da của mình không được tươi sáng và căng mọng mướt như thế này. Tuy nhiên thì khi mà Nguyễn Hiếu hiểu được cái sức mạnh từ nước thì Nguyễn Hiếu đã học cách là uống nước nhiều hơn. Sáng ngủ dậy là Nguyễn Hiếu đã uống một cái cốc nước rất là lớn rồi, và nó thải độc và đào thải tất cả những cái chất cặn bã độc tố lắng cặn qua một đêm. Rồi cái đường ruột của chúng ta nó ngóc ngách như thế này này. Đó thì khi mà chúng ta qua một đêm, cái nội tạng của chúng ta nó vẫn hoạt động, vẫn thải độc, nhưng mà không có cái sự vận động của cơ thể, và những cái độc tố đấy thì bị bám ở trong cái đường ruột của mình. Và nếu như trong cái đường ruột của mình có độc tố thì nó cũng quay ngược trở lại thấm vào máu, và từng tế bào chúng ta cũng bị nhiễm độc, và cái tế bào nó teo tóp đi, lão hóa rất là nhanh. Chính vì vậy, nếu như bạn mong muốn cơ thể trẻ khỏe thì hãy học cách uống nước, uống thật nhiều nước. Và tuy nhiên là không uống quá nhiều nước trong vòng một lúc. Một lúc bạn không thể nào bạn uống 500ml nước, hoặc là bạn uống cả 1 lít nước như vậy thì cũng không có tốt cho tim và không có tốt cho cái mạch máu của mình. Chính vì vậy bạn hãy cứ 15 phút bạn uống một cốc khoảng 200ml nước. Nó sẽ giúp làm sạch cho cơ thể và cung cấp cái lượng nước thiết yếu cho cơ thể của chúng ta. Và Nguyễn Hiếu đã hướng dẫn rất là nhiều các học viên của mình cái cách thải độc từ nước. Tuy nhiên thì khi mà tham gia cái chương trình thải độc từ nước như thế này thì các bạn cần phải gặp trực tiếp với Nguyễn Hiếu để Nguyễn Hiếu có thể tư vấn với bạn cụ thể hơn, chi tiết hơn, và có thể đo được những cái lượng nước trên cái cơ thể của bạn, rồi là điều chỉnh được những cái chế độ uống nước và bạn cần phải uống như thế nào. Mỗi một cơ thể con người là một cái sự khác nhau rất là lớn. Chính vì vậy tham gia cái chương trình thải độc từ nước thì các bạn cần phải đến trực tiếp gặp Nguyễn Hiếu. Nguyễn Hiếu có thể giúp cho bạn có được cái phương pháp thải độc. Khi mà cơ thể không còn cái độc tố thì bạn thấy rằng là mình sẽ rất là khỏe, các cái mạch máu được thông suốt và cái cơ thể của bạn máu huyết được lưu thông, và bạn sẽ thấy rằng là chỉ trong 10 ngày cái cơ thể có cái sự thay đổi rất là lớn, da rẻ sáng hơn, đẹp hơn, và các cái nội tạng và cơ quan tiêu hóa cũng được nhẹ nhõm hơn. Chỉ với cái phương pháp thải độc như vậy thôi mà những học viên của Nguyễn Hiếu cũng đã giảm được mấy phân vòng bụng, 5 đến 7 phân vòng bụng khi mà thải độc như vậy chỉ trong vòng từ 10 ngày. Và nếu như mà chuyên sâu hơn 30 ngày thì bạn sẽ thấy cơ thể có được một cái sự thay đổi rất là kỳ diệu. Cứ một trọng lượng cơ thể của chúng ta 10kg thì chúng ta cần phải bổ sung 0,4 lít nước, tức là gần nửa lít nước đó. Ở đó thì bạn cứ nhân ra với cái trọng lượng của cơ thể 50kg chẳng hạn. 50kg thì bạn sẽ cần từ 2 lít rưỡi cho đến 3 lít nước, và tốt hơn là bạn nên uống trên 3 lít để cái cơ thể có được cái sự thải độc tốt hơn. Thí dụ như bạn muốn dọn dẹp cái ngôi nhà của bạn, muốn làm cho cái nhà của bạn sạch thì bạn cần phải nhiều nước để bạn dọn, bạn quét, bạn lau, đúng không? Nếu như mà ít nước thì cái nhà của mình cũng không thể sạch bóng được, và trong cái cơ thể của chúng ta nó cũng kỳ diệu như vậy, nội tạng cũng như vậy. Bạn cần phải xả nhiều nước thì nội tạng của bạn mới được làm sạch. Nội tạng sạch thì bạn sẽ loại bỏ được rất là nhiều các cái chứng bệnh, và nội tạng sạch thì sẽ giúp kéo dài được cái sức khỏe, được cái tuổi trẻ, và tăng cái tuổi thọ của cái tế bào, từng cái tế bào trong cơ thể của bạn. Thì đó là cái bí mật mà chỉ cần thải độc bằng nước bạn đã có thể loại bỏ được bệnh tật, duy trì được cái vóc dáng cân đối và có cái làn da rất là xinh đẹp. Nguyễn Hiếu mong rằng
Với cái chia sẻ như thế này thì bạn sẽ có được cái phương pháp uống nước đầy đủ hơn ha. Cứ 15 phút bạn lại uống 200ml nước cho Nguyễn Hiếu để giúp duy trì cái cơ thể khỏe đẹp. Và nếu như bạn muốn tham gia những cái chương trình thải độc từ nước chuyên sâu cùng Nguyễn Hiếu thì hãy qua trung tâm của Nguyễn Hiếu, bạn có thể để lại số điện thoại hoặc là qua trung tâm của Nguyễn Hiếu. Nhớ là đặt lịch trước nhé, đặt lịch trước để Nguyễn Hiếu có thể tiếp đón bạn và tư vấn cho các bạn được trực tiếp. Thì bạn hãy đến địa chỉ là CT1 đường Trần Văn Lai, địa chỉ là Genfit Yoga, CT1 đường Trần Văn Lai, khu đô thị Mỹ Đình, Mễ Trì, khu đô thị Mỹ Đình, Mễ Trì, Hà Nội. Và Nguyễn Hiếu rất mong là trong thời gian tới thì sẽ chia sẻ tới bạn được nhiều những cái bí quyết để giúp bạn có được cái phương pháp tự chữa bệnh tại nhà, tự bảo vệ và giữ gìn sức khỏe của mình và những người trong gia đình. Và điều quan trọng là duy trì và kéo dài được cái tuổi thanh xuân và sắc đẹp của mình. Cảm ơn bạn đã theo dõi video này. Hãy gọi điện đặt lịch với Nguyễn Hiếu. Nguyễn Hiếu sẽ để lại cái số điện thoại ở trên cái thông điệp tên của video này để bạn có thể dễ dàng gọi điện đặt lịch và đến tại trung tâm trị liệu của Nguyễn Hiếu để Nguyễn Hiếu có thể giúp bạn tham gia cái chương trình thải độc 10 ngày từ nước. Cảm ơn bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại.